thay đổi phù hợp với nhịp cập nhật Windows 11. Microsoft cho biết họ có kế hoạch cập nhật Windows 10 hàng năm với bất kỳ bản cập nhật tính năng nào trong tương lai. Bắt đầu từ hôm nay, Microsoft sẽ phát hành bản cập nhật Windows 10 tháng 11 năm 2021 và bản cập nhật lớn tiếp theo sau đó sẽ có vào cuối năm 2022. Nhịp độ cập nhật này khớp với Windows 11 được sử dụng, cũng sẽ giới thiệu các tính năng mới hàng năm. John Cable, người đứng đầu dịch vụ và phân phối Windows của Microsoft, giải thích: "Chúng tôi sẽ chuyển đổi sang xu hướng phát hành Windows 10 mới để phù hợp với xu hướng Windows 11 nhắm mục tiêu đến các bản cập nhật tính năng hàng năm. Bản cập nhật tính năng Windows 10 tiếp theo được dự kiến vào nửa cuối năm 2022. Cam kết của Microsoft đối với các bản cập nhật tính năng Windows 10 trong tương lai được đưa ra sau khi công ty im lặng về kế hoạch của mình trong lần ra mắt Windows 11 vào đầu năm nay. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Microsoft sẽ mang gì lên Windows 10 trong tương lai. Bản cập nhật tháng 11 năm 2021 rất nhỏ, với tính năng nổi bật duy nhất cho người dùng là hỗ trợ tính toán GPU trong hệ thống con Windows dành cho Linux WSL. Microsoft cũng đã bắt đầu tung ra Microsoft Store mới cho các thiết bị Windows 10 vào đầu tháng này. Có thể hiểu được hầu hết các kế hoạch Windows trong tương lai của Microsoft đều dành cho Windows 11, nhưng công ty sẽ hỗ trợ ít nhất một phiên bản Windows 10 cho đến ngày 14 tháng 10 năm 2025. Chúng ta có thể thấy hai hoặc có thể ba bản cập nhật tính năng cho Windows 10 cho đến ngày hỗ trợ kết thúc, nhưng chúng không có khả năng là những người quan trọng nữa. Microsoft cũng đang tăng tốc triển khai Windows 11 ngay hôm nay. Cable cho biết dựa trên trải nghiệm cập nhật triển khai tích cực và phản hồi của người dùng mà chúng tôi đã thấy cho đến nay, chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ triển khai nhanh hơn những gì chúng tôi dự đoán trước đây và hiện đang cung cấp cho các thiết bị Windows 10 đủ điều kiện nâng cấp Windows 11. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.